Em xin chào quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của em. Ở cái video này thì em sẽ cập nhật về cái chương trình Airdrop của cái dự án Tô Market nhá. Thì hiện tại ở trên cái dự án này nó có một cái chương trình là nhận sau đấy các anh chị, để nhận được cái chìa khóa của Airdrop nhá. Rồi đây là cái dòng thông báo của cái dự án Tô Market các anh chị. Bây giờ thì em sẽ dịch cái dòng thông báo này xem nó nói gì nhá. Buổi họp lập của Tô Market đã diễn ra. Nếu bạn là người dùng Dog, Cartesian, Bloom hoặc là Hamster Combat, bạn sẽ có một thứ rất đặc biệt để nhận được trong ứng dụng Tô Market ngay bây giờ. Những gì bạn sẽ nhận được là thứ mà tôi gọi là sao Tô Market. Đó sẽ là chìa khóa duy nhất cho được Airdrop của chúng tôi. Đây các anh chị này, đó sẽ là chìa khóa duy nhất này cho được Airdrop của chúng tôi. Số lượng có hàng và có thể giao dịch, hãy nhận ngay khi bạn thấy thông tin này. Tất nhiên, tất cả người dùng của Tô Market đều tham gia sự kiện này. Chúng tôi không là gì nếu không có bạn. Tháng 8 sẽ thật mới mẻ này. Đấy, nên bây giờ em sẽ chia sẻ các anh chị cái cách để chúng ta nhận cái sao nhá. Khi các anh chị mở cái ứng dụng lên thì nó sẽ có cái giao diện như thế này. Các anh chị nhấn vào cái chữ claim now ở đây này. Ở đây thì cái thời gian kết thúc đó là 2 tháng 9 nhá. Đấy, nên các anh chị chúng ta tranh thủ nhá. Mùng 2 tháng 9 là hết cái thời gian để các anh chị claim nhá. Rồi, các anh chị nhấn vào cho em cái chữ claim ở đây này. Rồi các anh chị đợi một lát cho nó chết ở cái mục này nhá. Ở đây nó chết là về cái tài khoản của các anh chị có đang khai thác các cái con như là Dog, Cartesian thôi không các anh chị, không bên lúm đấy. Rồi. Tiếp theo thì nó sẽ chúc mừng các anh chị đã nhận được bao nhiêu sao nhá. Ở đây cái tài khoản của em nhận được 18 sao các anh chị, và các anh chị nhấn vào cái chữ claim ở đây nhá. Claim thành công nhá, được 18 sao. Đấy. Rồi khi các anh chị vào thì muốn xem điểm sao của các anh chị thì các anh chị click vào đây nhá. Thì các anh chị sẽ thấy được cái điểm sao của các anh chị. Rồi như thế Lâm đã chia sẻ các anh chị cái cách để các anh chị check cái điểm sao để các anh chị nhận được cái Airdrop của cái dự án Tô Market này rồi nhá. Bây giờ thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây luôn. Cảm ơn quý anh chị và tất cả các bạn đã theo dõi cái video của em. Em xin chào tất cả các anh chị. Hẹn gặp lại các anh chị ở cái video tiếp theo ạ.